Theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mới đây, trong khi cả nước có gần 8.000 lễ hội, thì thủ đô Hà Nội có đến 1.095 lễ hội các kiểu, nhiều nhất trên cả nước. Như vậy, trung bình cứ một ngày, Hà Nội có 3 lễ hội. Theo đó, cả nước có trên 7.000 lễ hội dân gian, khoảng 330 lễ hội lịch sử, gần 550 lễ hội tôn giáo. Tỉnh có ít lễ hội nhất là Lai Châu, 17 lễ hội, và Hà Nội là nơi có nhiều nhất. Các lễ hội tiêu biểu của Hà Nội là lễ hội Phù Đồng, lễ hội Đống Đa, lễ hội Cổ Loa, lễ hội Mật, lễ hội Chùa Hương, hội Gò Đống Đa, hội Chùa Thầy. Theo đánh giá của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay tồn tại không ít lễ hội nặng về hình thức nhưng nội dung đơn điệu, ít được đầu tư sáng tạo, giảm tính tích cực hấp dẫn của lễ hội. Hiện tượng thương mại hóa lễ hội, tổ chức lễ hội nghiêng về lợi ích kinh tế dẫn đến nhận thức sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội, coi di tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa phương. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Do đó cần xây dựng nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội.